Kính thưa quý vị, mới đây vào ngày 29 tháng 5, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 2666 về việc ban hành hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, trường hợp người dân có smartphone và đến nơi công cộng nếu không cài đặt ứng dụng Bluezone và bật Bluetooth sẽ bị xử phạt. Việc xử phạt nêu trên dựa trên cơ sở tình hình dịch COVID-19 và điều kiện thực tế tại địa phương. Đứng trước quy định mới của Bộ Y tế, nhiều chuyên gia cho rằng việc áp dụng mọi biện pháp cần thiết để chống dịch COVID-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp là cần thiết. Tuy nhiên, việc đề nghị xử phạt người dùng smartphone không cài Bluezone vẫn còn nhiều điều để băn khoăn, nhất là khi việc này chưa hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật hành chính. Nếu xử phạt nhanh, vội sẽ dẫn đến việc người dân không tâm phục khẩu phục. Để làm rõ vấn đề này, mời quý vị cùng gặp gỡ Thạc sĩ Đoàn Kim Vân Quỳnh đến từ khoa luật trường Đại học Văn Lang trong chuyên mục nhận định của Nóng hôm nay kỳ này. Thưa Thạc sĩ, quyết định 2666 của Bộ Y tế, trong đó đề xuất xử phạt người dùng smartphone không cài Bluezone được hiểu chính xác như thế nào? Và theo bà, việc xử phạt này có phù hợp với các quy định của pháp luật hay không ạ? Đối với vấn đề mà chương trình đặt ra, thì theo quan điểm cá nhân của tôi, nếu chúng ta chỉ căn cứ vào cái nội dung của quyết định số 2666 do Bộ Y tế ban hành, chúng ta sẽ không thể nào xác định được cái hình thức xử phạt cũng như mức xử phạt cụ thể đối với lại hành vi không cài đặt ứng dụng Bluezone trên cái thiết bị smartphone. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem cái quyết định này của Bộ Y tế là một cái hướng dẫn của cơ quan y tế đối với công tác phòng chống dịch bệnh, thì căn cứ vào cái khoản 1 điều 12 của Nghị định 117 năm 2020 liên quan đến các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, thì chúng ta sẽ có cái mức phạt là từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với lại là hành vi không tuân thủ theo các biện pháp bảo vệ cá nhân của đối với lại là người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Để xác định thế nào là các biện pháp bảo vệ đối với lại người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch bệnh truyền nhiễm, thì chúng ta lại phải quay lại với lại là quy định tại khoản 1 điều 51 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Thì quy định này xác định cho chúng ta 4 cái biện pháp bảo vệ, bao gồm thứ nhất, trang bị bảo vệ cá nhân, thứ hai, sử dụng thuốc phòng bệnh, thứ ba, sử dụng vaccine và sinh phẩm y tế để phòng bệnh, và thứ tư là sử dụng hóa chất diệt khuẩn, hóa chất phòng trung gian truyền nhiễm. Như vậy, nếu không còn hướng dẫn nào khác cũng như không có cái quy định nào khác nữa, thì việc không cài đặt Bluezone trên ứng dụng Bluezone trên cái sản phẩm smartphone của chúng ta sẽ chưa đủ cơ sở để xử lý vi phạm hành chính theo các quy định nêu trên. Thưa bà, theo Bộ Y tế thì hiện nay có 3 ứng dụng dùng để khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần, gồm Bluezone, nCoV, Vietnam Health Declaration và tờ khai y tế.vn. Chỉ người thuộc diện cách ly y tế hoặc giám sát y tế sau cách ly có điện thoại thông minh phải cài ứng dụng khai báo y tế và ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần. Điều này có thể hiểu nếu người dân không thuộc những đối tượng trên. Một người bình thường thì sẽ không bắt buộc và sẽ không bị xử phạt nếu không cài Bluezone. Có phải như vậy không thưa bà? Ban đầu khi ban hành ra quyết định số 2666, thì Bộ Y tế đã xác định rằng người dân khi đến những nơi đông người bắt buộc phải cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại smartphone của mình. Tuy nhiên, 2 ngày sau đó, tức là ngày 31 tháng 5 năm 2021, thì Bộ Y tế đã có một cái bài đăng khác trên website của mình, trong đó hướng dẫn cụ thể đối với nội dung này như sau. Chỉ những người thuộc diện cách ly y tế hoặc giám sát y tế sau cách ly có điện thoại thông minh mới phải cài đặt cái ứng dụng khai báo y tế VHD và ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần, ở đây là Bluezone. Như vậy, Bộ Y tế đã xác định rõ không phải mọi đối tượng, mọi người dân trong xã hội đều bắt buộc phải cài đặt cái ứng dụng Bluezone này, mà chỉ có những người đáp ứng cả hai điều kiện. Thứ nhất, thuộc diện cách ly y tế hoặc giám sát y tế sau cách ly và có điện thoại thông minh mới bắt buộc phải sử dụng cái ứng dụng này. Thưa bà, không phải là không có những lo ngại khi mà hàng loạt các vụ rò rỉ thông tin cá nhân thời gian gần đây gây bức xúc trong dư luận. Vậy theo bà, việc cài Bluezone có an toàn trong việc bảo mật thông tin hay không? Và có phải mọi người ai cũng nên cài ứng dụng này để chống dịch COVID-19 được hiệu quả?
Trước khi đi vào bàn luận cái vấn đề chúng ta có nên hay không nên cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động, thì cần phải thông tin thêm rằng tại một số quốc gia khác trên thế giới như Singapore và Hàn Quốc, việc cài đặt các ứng dụng theo dõi y tế, các ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần là bắt buộc đối với lại là người dân cũng như người nước ngoài nhập cảnh vào các quốc gia này. Người nước ngoài không cài đặt các ứng dụng này sẽ bị từ chối yêu cầu nhập cảnh. Người nước ngoài, người dân đã đang sống ở trong lãnh thổ Hàn Quốc, nếu không cài đặt các ứng dụng này thì sẽ bị trục xuất và bị phạt tiền. Ở Việt Nam, chúng ta thì trước cái quyết định số 2666 của Bộ Y tế chưa có một văn bản nào bắt buộc phải cài đặt đối với lại các ứng dụng khai báo y tế cũng như các ứng dụng mà phát hiện tiếp xúc gần. Tuy nhiên, việc cài đặt này sẽ vô cùng hữu hiệu, vô cùng hữu dụng trong việc hỗ trợ người dân là chúng ta tự xác định khoảng cách tiếp xúc an toàn với lại những người khác khi đi ngang qua đám đông, và đồng thời sẽ giúp các cơ quan nhà nước truy vết theo lịch trình của người sử dụng smartphone trong trường hợp mà xảy ra lây nhiễm cộng đồng. Trên website của Bluezone tại phần FAQ, các bạn có thể tìm thấy các thông tin liên quan đến cơ quan đang phát triển và khai thác cái ứng dụng này. Ở đây cụ thể là cái cơ quan chủ quản đó chính là Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Y tế. Bluezone cũng khẳng định họ chỉ thu thập dữ liệu tiếp xúc chứ không thu thập theo dõi vị trí người dùng, cũng không truy cập các tệp tin khác trong điện thoại nếu như không có sự cho phép của người sử dụng smartphone. Đồng thời, Bluezone cũng khẳng định cái việc cài đặt ứng dụng này là không bắt buộc. Tuy nhiên, trước cái sự diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 thì thiết nghĩ mỗi cá nhân chúng ta nên có những cái hành vi nhỏ như việc hạn chế ra khỏi nhà khi không có những cái công việc thật sự cần thiết, hoặc là chúng ta cài đặt các ứng dụng được Bộ Y tế khuyến cáo để bảo vệ đầu tiên là bản thân chúng ta, gia đình chúng ta, sau đó là những người xung quanh, hàng xóm của chúng ta trong cái giai đoạn này.